tôi vẫn đang thử xin chào một tỷ phú chú chị và đang đi đăng ký pháp luật của mình. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2022, vừa đem đi một số mặt hàng chị xin được bác mặt hàng của con nhận một phút đồng chị xin vừa và có câu hỏi cho cô phúc tôi định tham gia sự phân của chị 72 của chị 72 năm năm ra lô lỗi một hộp và tên của chị ấy. Hôm nay em lên 20 đơn hàng bao gồm có mặt hàng như là 5 cái trắng sơ nữ Tiến Đạt. Đó. 5 cái trắng sơ nữ Tiến Đạt này. À, đang nổ này. Rồi là Hồng Minh Châu. Hồng Minh Châu này. Đó. Hồng Minh Châu này. Rồi là Hồng Nhật Hạ này. Hồng Nhật Hạ này. Đó. Rồi 5 cái trắng Phú Quý này. Hồng Mỹ Nhân, 5 cái trắng Nha Trang. Rồi là 5 cái trắng HO, 5 cái trắng Phú Thọ và bẹt ma bó. Thì sau đây em cũng không để cho các bác chờ đợi lâu. Em Hồng xin đi vào chi tiết tới ngân hàng. Trước tiên vào chi tiết tới ngân hàng thì cũng kính mong quý anh chị cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hàng ngày nha. Đó. Đây là một chậu bẹt ma bó nhá. Đó. Chậu này trước đây lúc nó có hoa, em đã lên cho các bác xem hoa rồi này. Đó. Hoa nó nở này nó tàn và lúc đó là nó đang hoa thì em lại cái kỳ của nó chưa đủ điều kiện thì em cắt. Đến hôm nay đã đúng rễ rồi thì em cắt chia sẻ cho các bác nhé. Để có đây là cái video các bác là tiền hai hàng tham, thế nhưng em Hùng bán hàng này là phải chuẩn. Đó. Đó, cái kỳ nó chưa đủ điều kiện để lách thì cắt thì em chưa cắt được, chưa chia sẻ được nhé. Từ nó 1 đến 2 giá này nó chưa thì khỏe được. Đó, cho nên là một là các bác nào mà muốn lấy cả chậu này thì liên hệ với nhà. Và đây là cái bông hoa này. Đó. Cái bông hoa lúc nó nở này. Đó. Tại chỗ này. Hoa. Đó, đây. Cả chậu đây vẫn nguyên hình này. Đó. Đây hoa này đó nhá, là phần trí là cá chậu. Em mời các bác vào Zalo theo số điện thoại 0972 197255, em sẽ gửi cho các bác cả video và cả cái bông hoa luôn. Đó, thì em cắt bây giờ kỳ xuống để chia sẻ cho các bác. Cái này nó chưa có giá, nó chưa có giá em đi cả khúc này, cái hoa này em đi lại nhá. Đó. Em chia sẻ hình số 1 là cả khúc này và nó còn mấy cái chi này, rồi em đi tất để cho các bác về. Các bác thứ nhất là nó khỏe này, và thứ hai là các bác làm được kỳ nào thì các bác làm này. Đấy nhá, đấy khỏe. 200.000 đồng, 200.000 đồng cho hình số 1 này, 200.000 đồng. Em chuyển sang hình số 2. Hình số 2 cũng là một kỳ này, rễ khuế này. Đó, rễ khuế này. Hai mắt dưới này. Hai mắt dưới này. Đó. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 200.000 đồng. Em chuyển sang hình số 3. Hình số 3, một kỳ này. Đó, kỳ này. Rễ khuế này. Đó. Rễ khá là khuế, cực kỳ khuế luôn. 200.000 đồng. Em chuyển sang hình số 4 này. Hình số 4 này. Bộ rễ quá khỏe luôn. Đó. Một kỳ nữa lên này. À, kỳ này. Đó. Cũng là 200.000 đồng. 200.000 đồng cho hình số 4. Em chuyển sang hình số 5. Là cái kỳ cuối cùng. Cũng còn một mắt này. Một mắt này, rễ khỏe này. 200.000 đồng cho hình số 5. Đó.
và cả cái chậu này, cái phần còn lại này, còn hai mầm gốc này và còn đoạn thân mẹ này. Đó, bác nào mà lấy này vui lòng vào Zalo em chia sẻ cho các bác nhé. Đi cả chậu, cái này là bác nào mua cả chậu là em bán cả chậu một phần mầm gốc nhá. Đó. Em vào hình số 6. Hình số 6 thì em chia sẻ cây 5 cây trắng Phú Thọ. Một thân mẹ này, đã xuống lá này và một mầm gốc rất là khỏe này. Đó. Một mầm gốc rất là khỏe. 150.000 đồng. 150.000 đồng cho hình số 6. Em chuyển sang hình số 7. Hình số 7. Một thân mẹ hai mầm gốc. Lá lỗi này. Lá lỗi hết này. Đó. 1 kỳ trên thân này, 2 kỳ trên thân này, 3 4 5 6 7 8 9 kỳ trên thân. Có 9 cái kỳ trên thân nhá. Đó, 9 cái kỳ trên thân và hai mầm gốc. Lá lỗi này. Đó. Em Hùng chia sẻ giá 350.000 đồng. Hình số 7. 350.000 đồng. Em chuyển sang hình số 8 thì đây là mặt hàng 5 cây trắng HO hiểu không anh? Đó. Chậu này có một mầm gốc này. Đó. Lá HO lúc nào cũng bóng lộn này. Đó. Và có một kỳ trên thân này, một kỳ này. 2 3 4 5 6 7 kỳ trên thân. Đang có 7 kỳ trên thân và một mầm gốc. Chuẩn cây, chuẩn hoa, chuẩn giống, các bác yên tâm. Cái lá này trước sau gì phải vặt bỏ nó nhé, vặt bỏ cái lá mẹ này, bởi vì là cái kỳ này nó lên đó, nó đổ vào cái lá này cho nên mình phải vặt bỏ đó. Có cái là bây giờ nó chưa tốt lắm thì mình chưa vặt bỏ. Đây nhìn những cái cây này đang vặt bỏ hết rồi, để cho nó lên này, nó đổ lên là nó cong hết lá. Đó, chậu này em Hùng chia sẻ giá là 450.000 đồng. 5 cây trắng HO hiển luôn. 450.000 đồng. Sau đây chuyển sang hình số 9. Hình số 9. 1 kỳ trên thân này, 2 3 4 5 6 kỳ trên thân. Đấy, 6 kỳ trên thân và 3 mầm gốc. 3 cái mầm gốc. 5 cái trắng HO hiểu rồi. Một thân mẹ 3 mầm gốc, 6 kỳ trên thân. Đó, em Hùng chia sẻ giá 550.000 đồng. 550.000 đồng. 5 cái trắng HO hiểu rồi. Đó. Sau đây chuyển sang hình số 10. Hình số 10 thì em không sao đâu bác, là cái này là em không chia sẻ được cả chậu mầm gốc nhá. Cái hàng này nó cũng không có nhiều, có ít. Đó. Em chia sẻ một cái kỳ này, kỳ ấy đã ra giá em đã bọc rêu ở đây này. Đó. Và em hôm nay em quay lên cho các bác là trước đây cái thân này em đã bán mắt ngủ nhá. Và cái thân bên này em đã làm kỳ và là làm ra hoa này để chuẩn bị các bác theo dõi là xác định hết bảo hành với các bác nhìn thấy này. Đấy. Bởi vì em quay từ lúc còn nhỏ này cho đến lúc lớn thì các bác biết là thế là các bác mua từ lúc bắt ngủ với em là chuẩn nhá. Thế còn cái kỳ này em Hùng chia sẻ giá 300.000 đồng cho cái kỳ này. Đấy. 300.000 đồng cho cái kỳ này, tùy ý các bác cắt bây giờ cũng được và gửi lại cây cũng được, nhưng gửi lại là phải chuyển khoản cho em nhá. Cái kỳ này 300.000 đồng. 5 cây trắng Nha Trang. Phần tiếp theo là em chuyển sang hình số 11, cũng là một chia sẻ một cái kỳ 5 cây trắng Nha Trang này, là cái kỳ này. Kỳ này nhá. Nó đã có rễ rồi đấy. Thế nhưng mà rễ nó không nhiều thì đấy em vẫn cứ để đây. Bác nào mua là em cũng cắt luôn hoặc là gửi lại tùy ý mà. Thì các bác gửi lại thì các bác chuyển khoản cho em. Đó, kỳ trên đầu này. Kỳ này, kỳ tay em cầm này. Đó. Cũng là 300.000 đồng. 300.000 đồng. Cho hình số 11. Đó, 300.000 đồng. Cái kỳ này, còn kỳ dưới này là em bán cho anh Thắng này. Em đi đây rồi này. Anh ấy đã chuyển khoản hết để có nghĩa là cái kỳ này này. Em đánh dấu này. Đó, còn cái kỳ trên này thôi này. Đó. Còn kỳ trên này. Đó. Hoặc là các bác mua mầm gốc thì
em cũng vẫn bán thì vào Zalo cho em nhé. Cái này là anh chị còn cắt được cho mình gốc rồi, vì em đã bán cái kia rồi. Đó. 300.000 đồng là cái kia này. Em cầm là 300 của hình số 11. Và em mời các bác ngắm cái mặt đông trong cái trắng nha sàng. Đó là hình tròn rồi, tuyệt đối là cái đó. Sau đây chuyển sang hình số 12. Hình số 12 em chia sẻ một cái kỳ cắt khúc tự nhiên rẽ quá khỏe. Đó, kỳ này hồng mỹ nhân. Đó, em Hùng chia sẻ giá là 550.000 đồng. 550.000 đồng hình số 12. Đó, 550.000 đồng cho hình số 12. Kỳ cắt khúc tự nhiên rẽ rất là khỏe, 550.000 đồng. Và em Hùng sẽ bảo hành trong tuyệt đối, đó là cái khuôn hoa hồng mỹ nhân. Đó. Hồng mỹ nhân. Sau đây em chuyển sang hình số 13. Là em Hùng chia sẻ một cái kỳ này là kỳ năm thứ hai, các bác nhá, kỳ năm thứ hai. Đó, một thân mẹ này, năm cánh trắng phú quý, một thân mẹ và một mầm gốc. Đó, một lồng gốc này, năm cái trang phú quý. Cái này em không có nhiều, em chỉ cần có một cái duy nhất, một cái kỳ này thôi. Hôm qua em chia sẻ cả một cái chậu nó đang nổ hết rồi. Năm cái trang phú quý này. Đó, các bác mua những cái phân khúc lớn như này thì các bác thận trọng khi mua nhé. Đó, còn cây này em bán hàng thì nào thì viết giấy bảo hành này, thì quay video mời các bác vào Zalo cho em này. Đó, em bảo hành chuẩn tuyệt đối, đó là cái khuôn hoa năm cánh trắng phú quý mặt bông này nhá. Đó, thì mời các bác vào Zalo cho em này. Đó, các bác xem đôi mắt của nó đẹp không, mũi trắng này rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Chỉ còn duy nhất có một cái kia này, 1.200.000 đồng. Đó, hình số 13. Và sau đây em chuyển sang mặt hàng khác, đó là hồng Nhật Hạ. À, hồng Nhật Hạ nhá. Hồng Nhật Hạ này. Thì em mời các bác đây này. Em mời anh Lưu. Em mời anh Lưu. Đây là Hồng Minh Châu. Em mua Hồng Minh Châu này. Hồng Nhật Hạ này. Hồng Nhật Hạ này. Ba cái hồng Nhật Hạ. Hồng Minh Châu này. Hồng Minh Châu này. Đó là khúc to nhất trước. Anh kiểu thái đẹp trai. Nhưng mà hơi rắn. Nhưng mà bán hàng hơi phải rắn. Thế thôi mày bỏ anh. Ê. Nhá, anh giả chú. Ba cái anh giả chú kia, anh nhầm kia. À. Thế thì cái áo hậu đấy. Không, không, anh cũng bán. Đừng, hôm nay đừng lấy ha. 5 triệu cũng mua. Lấy thì nào đi. Đó, thì đây là cái kỳ này là cái cắt khúc ôm tự nhiên của anh Kiều Thái thôi nhá. Cây em mua bán là nó đoàn hoàng chứ không phải là bán ba đủ lùm nhôm như người ta. Đó, bộ giá rất khỏe. Kỳ cắt khúc tự nhiên hồng Nhật Hạ, em Hùng chia sẻ giá 1.500.000 đồng cho hình số 14. Thì sau đây em chuyển sang hình số 15. Hình số 15 là cái kỳ này. Đó, rất là khỏe, thuần chảo, 1.500.000 đồng cho hình số 15 hồng Nhật Hạ. Sau đây em chuyển sang hình số 16, cũng là mỗi kỳ hồng Nhật Hạ, em chỉ có 3 kỳ thôi. Bộ giá này quá khỏe luôn, và trên này nó còn một mắt, nhưng cái kỳ này nó ngắn hơn cái kỳ này một chút. Đó, nhưng mà lại được một trên một mắt, nó mà lên được là các bác à rõ được. Đó, 1.400.000 đồng hình số 16 hồng Nhật Hạ, 1.400.000 đồng cho kỳ này. Đó, và em Hùng sẽ bảo hành chuẩn tuyệt đối, đó là cái khuôn hoa hồng Nhật Hạ nhé. Sau đây em chuyển sang hình số 17, đây là hồng Minh Châu. Hồng Minh Châu. Đó,
tất cả là kỳ cắt khúc gồm tự nhiên đó nhé. Hồng Minh Châu đây, kỳ Hồng Minh Châu khúc to như này, đây em chọn khúc to nhất anh cũng để cho mà tôi mua giao lưu anh nhé, để cho ba cái này mắt rất là to. Đây là lên thành kỳ rồi nhá, lên thành kỳ, bảo hành thành kỳ chứ không phải là bán khúc hoa cho các bác. Ra rẻ, rẻ khỏe rồi. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá 1.200.000 đồng. Đấy, 1.200.000 đồng cho hình số 17, 1.200.000 đồng. Đó, 1.200.000 đồng. Hồng Minh Châu khúc rất là to, khi nó lên thì cái khúc này nó nuôi kỳ nó rất là mạnh, nó đầy đủ dưỡng chất để nuôi khúc to. Tuy nhiên là nó bây giờ nó mới nhú lên này, nó mới nhú lên thôi. 1.200.000 đồng hình số 17, Hồng Minh Châu. Em chuyển sang hình số 18, cũng là một cái kỳ Hồng Minh Châu. Kỳ này sắp mở lá rồi, kỳ sắp mở lá rồi nhá, khúc rất là to. Hình số 18 cũng là 1.200.000 đồng. Em chuyển sang hình số 19, hình số 19 cũng là một cái khúc này rất là to, 1.200.000 đồng cho hình số 19. Không phải là cái khúc nào to đâu các bạn, đây là những cái khúc ở cái phần ngọn nhưng nó đã lên kỳ thì em nhặt vào, còn những cái khúc nhỏ này em không, vì em mất công mua đi ba, giao lưu được ba cái chắc chắn là em phải lấy cái to rồi. Đó, 1.200.000 đồng hình số 19. Em chuyển sang hình số 20, hình số 20 thì đây là một cái kỳ, kỳ này là kỳ của anh Minh Tây Thiên. Đó, kỳ này là kỳ trên thân đã xuống chậu và ấm chậu. Các bác nhìn này, bộ giá nó bám tất vào và vỏ thông rồi này. Đấy, khỏe, ấm chậu rồi. Đó, kỳ này nó khoảng chừng 4 cm rồi nhá. Đấy, 4 cm rồi. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng cho kỳ này, 1.500.000 đồng cho hình số 20. Và em Hùng bảo hành chuẩn tuyệt đối là khuôn hoa Hồng Minh Châu. Đó. Đấy, em chuyển sang hình số 21. Em chia sẻ một cái chậu 5 cánh trắng sơn nữ tiến đạt. Chậu này lúc đầu tiên là nó có hai cái mầm gốc nhưng mà nó lên thì sên nó đục mất thì nó đuôi lại đây. Bây giờ lại nó lại cho nó lại đi mầm gốc này. Đó. Và một cái mầm gốc mà các bác nhìn này, cái ngọn nó rất là mạnh. Đó. Bản lá nó này nhìn thấy thôi rất là phê. Đấy, lên được một cái kỳ này, hai kỳ, ba kỳ, bốn kỳ, năm, sáu cái kỳ, còn kỳ từ đây xuống, từ đây kỳ từ đây mà xuống luôn. Đây là cái kỳ nó lên tự nhiên chứ em chả kích chả gì. Đấy, lên tất. Đó. Và con nổ hoa luôn này, chắc chắn là nổ hoa thì từ đây lên là hoa. Nổ này nó sẽ nở trước và nổ này nó sẽ nở sau, nó lên ở đây nó hé thì là lên sau. Đó. Đây là hoa này. Đó. 1.200.000 đồng cho hình số 21. Đó. Và mời các bác ngắm cái khuôn hoa 5 cánh trắng sơn nữ tiến đạt, dòng này là dòng thân thủ rồi. Đó. Hoa đẹp cánh bay. Chậu này 1.200.000 đồng. Thì em lên 21 hình, em Hùng đã giới thiệu xong. Cuối cái video cho em Hùng xin gửi lời chào, lời chúc tất cả thì các bác. Em chúc các bác có một ngày mới vui vẻ. Em xin chào tạm biệt các bác. Hẹn các bác vào video sau.